Hàng nội địa Nhật thành được xin giới thiệu hai con đồng hồ Nhật, khung gỗ thịt, mặt nhôm, thuộc hai thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản là Seiko và Citizen. Hai đồng hồ này thuộc dòng VIP, hàng cực hiếm, nhìn rất là đẹp, cổ kính, mang phong cách châu Âu. Phía bên phải màn hình là chiếc đồng hồ Citizen, khung gỗ, mặt nhôm, kích thước 35. Tám phân, chiều sâu của gỗ 8 phân. Mọi người nhìn kỹ từng chi tiết đường nét từ khung gỗ được chạm khắc tràng hạt, soi chỉ vào sắc nét gỗ thịt hiền khối, mặt nhôm kim mạ vàng. Bốn góc của đồng hồ được đắp nổi bốn chùm hoa lá tây màu giả đồng cổ kính. Máy thuộc dòng máy bán cơ, pin đạn. Bên cạnh của con đồng hồ Citizen là chiếc đồng hồ mang thương hiệu Seiko, khung gỗ thịt, size 32cm, mặt đồng hồ 21cm, chiều dày sâu của gỗ 6 phân, 6cm. Chiếc đồng hồ này thì khung gỗ được đánh màu sáng, lúm điều chỉnh của giờ, hai con ở phía dưới, các bác kéo ra là có thể chỉnh được giờ. Kim trôi, mặt nhôm, số la mã khắc nổi. Máy trần nhựa trong suốt, mình có thể nhìn trực tiếp của máy đang hoạt động, nhìn thấy cả các đường dây cót đang chạy. Máy là máy bán cơ, pin đại. Mọi quan tâm của quý khách hàng xin liên hệ hàng nội địa Nhật Thành được theo số máy Zalo 0949873111 hoặc 0972802081. Cảm ơn mọi người đã xem video.